Trái đất là một thế giới đầy nước. Gần 3/4 bề mặt trái đất nằm dưới làn nước xanh thẳm của biển và đại dương. Với chúng ta, đó là vương quốc xa lạ mà ta mới chỉ bắt đầu khám phá. Các sinh vật kỳ lạ sống dưới những đáy biển sâu thẳm này. Mỗi vùng được tạo nên bởi một thế giới vô cùng phong phú và khắc nghiệt. Giống như các lục địa mà chúng bao bọc, các đại dương ẩn chứa đầy những câu chuyện để kể, những bí mật đáng để khám phá và những sinh vật đặc biệt ta nên gặp. Đây là hành trình khám phá thế giới xinh đẹp nhưng mong manh của chúng. Ở đó, cuộc chiến sinh tồn tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc. Những màn phối hợp ngoạn mục và những cuộc chạm trán hấp dẫn hé lộ điều kỳ diệu của đại dương bao la. Phép màu của đại dương, 7 lục địa. Châu Âu. Dưới bề mặt Đại Tây Dương có những ngọn núi cao nhất hành tinh và có những nơi đỉnh của chúng cao vượt cả những con sóng. Quần đảo Azo được tạo nên từ những đỉnh núi này và đã trở thành một trong những nơi hẻo lánh nhất châu Âu. Cách lục địa châu Âu khoảng 1.200 km, vùng đất thuộc Bồ Đào Nha này là một ốc đảo sống động cả ở trên và dưới những con sóng. Sự cô lập đó đảm bảo rằng những truyền thống lâu đời vẫn còn tồn tại. Ở vùng đất mà các mùa trong năm tạo nên nhịp điệu cuộc sống. Và các đại dương ẩn chứa câu chuyện về những trận đấu huyền thoại. Cùng những khởi đầu mới. Những hòn đảo này là cột mốc báo hiệu đường về nhà của những sinh vật khổng lồ ở đại dương. Một số sinh vật muốn nghỉ ngơi sau chuyến di trú dài. Một số khác lại tìm nguồn thức ăn phong phú dưới đáy đại dương sâu thẳm. Chúng đã cùng nhau biến thế giới nhỏ bé này thành vương quốc của những sinh vật khổng lồ. Chín hòn đảo thuộc quần đảo Azo là tàn tích của dãy núi lửa ở giữa Đại Tây Dương, một dãy núi dưới biển do những khối đá nóng chảy tạo nên. Những khối đá này rơi ra từ một vết đứt gãy ở phần vỏ trái đất chia đôi Đại Tây Dương. Người Bồ Đào Nha định cư ở quần đảo này từ thế kỷ 15. Nhiều người cho rằng quần đảo được đặt tên theo từ sách Phúc Âm, đọc là Asur trong tiếng Bồ Đào Nha. Những loài chim gợi nhiều cảm hứng cho những người khai hoang đầu tiên không sống ở đây. Thực ra chúng là chim ó Buteo bị nhận dạng nhầm. Hệ thực vật ở hòn đảo này là phức hợp của các loài bản địa, bao gồm 60 loài độc nhất vô nhị trên trái đất và hàng trăm loài quen thuộc hơn từng được người bản địa giới thiệu. Những bức tường dung nham trên đảo nhắc nhở 250.000 người dân ở quần đảo này rằng chúng sinh ra từ núi lửa. Trải từ đáy biển lên độ cao hơn 2.300 m trên mặt biển, Pico là đỉnh núi cao nhất của quần đảo Azo và một trong số những ngọn núi ngầm cao nhất thế giới. Vùng biển ven bờ chứa đầy những hình khối dung nham vạn xoắn và sa khoáng vụn còn sót lại từ sự hình thành dữ dội của quần đảo này.
các dòng hải lưu sâu thẳm bị những dãy núi ngầm cản trở được đẩy lên mặt biển. Chúng đem lại nguồn dinh dưỡng dồi dào, giúp sự sống phát triển ở những vùng biển phía trên. Một mê cung đầy hẻm núi và hang động đem lại cho cộng đồng sinh vật biển của hòn đảo chỗ trú chân trước những luồng hải lưu mạnh. Khoảng trống giữa các ngọn núi là nơi sinh sống của những sinh vật sặc sỡ nhất Đại Tây Dương, nếu bạn biết phải tìm chúng ở đâu. Sải cánh của sao biển đỏ có thể kéo dài đến gần nửa mét. Dòng dung nham hoạt động trở lại khi một con cá song với tài ngụy trang hoàn hảo chống lại dòng hải lưu. Những loài khác tìm ngôi nhà an toàn trong các hốc đá. Những con cá vẹt màu sáng này trông như diễn viên xiếc. Với cá vẹt địa trung hải, con cái có màu sắc rực rỡ hơn con đực. Những tấm thảm san hô mềm rung động giữa những luồng sóng cồn của biển Đại Tây Dương. Một con sâu lửa cố hết sức để bám trụ. Lớp lông cứng ở hai bên mình nó chứa đầy nọc độc để tự vệ và được tạo ra để đâm vào da thịt của bất cứ sinh vật nào tấn công nó. Phèn dùng hai cái râu ở cằm đào xuống đáy biển đầy cát để tìm mồi ngon. Tất cả các sinh vật sống ở vùng biển động này phải lựa chọn hoặc bám trụ hoặc trôi theo dòng nước. Với người dân ở quần đảo Azo, vùng biển trù phú này đã từ lâu đem lại cho họ nguồn thức ăn và cảm hứng cho nhiều phong tục. Ngày nay, nhiều tàu tham quan hiện đại đang đậu ngoài cảng. Nhưng qua thời gian, một mối quan hệ khác với biển đã chiếm ưu thế. Những người mạo hiểm rời khu vực cảng an toàn theo dấu vết của một sinh vật biển khổng lồ để tham gia vào cuộc chiến sinh tồn đáng sợ. Отправляясь по следу океанских гигантов, чтобы столкнуться с ними в жестокой смертельной схватке. Biển ở quần đảo Azo là ngư trường từ những năm 1600. Dù địa hình độc đáo của chúng khiến việc đó khó khăn, ngay cả với những người có công nghệ đánh bắt hiện đại nhất. Nhưng trong suốt thế kỷ 19, một ngành công nghiệp khác đã phát triển ở đây. Nó dựa vào một kỹ thuật đơn giản và không còn được dùng nữa.
Ngay từ những năm 1980, ngư dân ở quần đảo Azo đã bỏ công nghệ hiện đại và dùng lao móc, dây thừng và sự quyết tâm như đã làm trong hai thế kỷ trước để săn được loài vật mà họ sẵn sàng liều mạng để bắt được. Khi thấy chúng từ bờ biển, người dân trên đảo nhanh chóng chuẩn bị thuyền gỗ nhỏ không mui để chiến đấu với một trong những sinh vật thực sự khổng lồ của thiên nhiên. Cá nhà táng, sinh vật khổng lồ của vùng biển này, có thể dài đến 18 mét và nặng 45 tấn. Câu chuyện của những người đánh bắt cá chứa đầy huyền thoại về những trận quyết chiến với cá nhà táng bị đâm bằng lao móc. Dù thuyền của họ rất nhỏ, họ vẫn đánh bắt được hàng nghìn con cá nhà táng. Năm 1984, việc săn bắt cá nhà táng ở quần đảo Azo chấm dứt. Ngày nay, cá nhà táng và con người khá hòa hợp với nhau. Những người duy nhất theo đuổi loài cá này là khách du lịch sinh thái. Họ muốn được thấy cá nhà táng một lần trong đời. Cá nhà táng là sinh vật biết phá kỷ lục. Chúng có bộ não lớn nhất và nặng nhất trong các sinh vật trên trái đất. Chúng có thể tạo ra những âm thanh lớn nhất trong vương quốc động vật. Những tiếng kêu có âm lượng lên đến 230 decibel của chúng có thể vang xa dưới biển sâu và đủ lớn để làm con mồi choáng váng. Chúng cũng lặn được tới độ sâu 3 km dưới mặt biển, sâu hơn mọi động vật có vú. Chúng có thể lặn vài giờ liền trước khi ngoi lên mặt nước để thở. Đầu của chúng chiếm 1/3 chiều dài toàn cơ thể và chứa một chất giống như sáp, gọi là sáp cá nhà táng. Có thể chúng dùng thứ sáp này để kiểm soát sức nổi. Các nhà khoa học khác tin rằng chúng dùng sáp này để tập trung những tiếng kêu nhằm liên lạc và săn mồi. Sáp cá nhà táng từng được những người săn bắt đánh giá cao và được dùng trong nhiều sản phẩm như dầu ăn, dầu nhờn, mỹ phẩm và nến. Hàm dưới của chúng dài, hẹp và được đỡ từ bên trên gồm hai hàm răng sắc. Mỗi chiếc răng dài đến 18 cm và nặng 1 kg. Cá nhà táng là loài ăn thịt có răng lớn nhất trên thế giới. Ánh sáng không thể chiếu xuống độ sâu mà chúng lặn. Trong bóng tối dày đặc,
chúng dùng khả năng định vị bằng tiếng vang để săn mồi, bao gồm cả loài mực khổng lồ huyền thoại có thể dài đến 10 mét. Ta chỉ có thể tưởng tượng về cuộc đụng độ khủng khiếp giữa hai sinh vật biển khổng lồ này. Ta thường thấy vết sẹo tròn do cốc hút của mực gây ra trên đầu của cá nhà táng. Nhà táng là sinh vật định cư ở quần đảo Azores. Chúng thường bơi thành đàn và ngoi lên mặt nước để thở. Nhưng thỉnh thoảng ta thấy chúng ngủ. Được cho là có giấc ngủ ngắn kéo dài khoảng 12 phút mỗi lần để phục hồi năng lượng. Các nhà nghiên cứu cũng đã quan sát thấy cá nhà táng đang ngủ cử động mắt nhanh như khi con người đang mơ. Nghỉ ngơi trong trạng thái lơ lửng, sinh vật có sức mạnh vô địch này không hề hoạt động. Trong những tháng hè, những kẻ thích chơi khuya không ưu tiên giấc ngủ. Người dân ở quần đảo Azores kỷ niệm nhiều ngày lễ thánh và lễ hội sắc đanh được tổ chức để tưởng nhớ thánh Anthony. Theo truyền thuyết, khi làm nhiệm vụ của một nhà truyền giáo ở Ý, thánh Anthony không thể thuyết phục người dân bản địa nghe lời giảng của ông. Thay vào đó, ông thuyết giảng trước các loài cá ở dòng sông của vùng này, những thính giả này chịu tiếp thu hơn hẳn. Cá sắc đanh nướng tượng trưng cho những con cá kỳ diệu đó và nó có vị rất tuyệt vời. Một truyền thống nữa của cư dân đảo là Tuarada Acocda hay đấu bò bị buộc dây thừng. Họ đã tổ chức trò tiêu khiển nổi tiếng này ở đây từ thế kỷ 16. Đây là một cuộc đấu bò, nhưng có điểm khác biệt. Cuộc đấu này hoàn toàn không đổ máu. Thay vào đó, những đấu sĩ táo bạo người bản địa dùng sức mạnh của chú bò để gây ấn tượng với khán giả. Tuy vậy, những đấu sĩ dũng cảm này không bao giờ phải cận kề nguy hiểm. Con bò được những người đầy kinh nghiệm dẫn dắt. Họ luôn nắm chặt sợi dây thừng. Những người dũng cảm hay liều lĩnh được mời đến gần con bò nhất có thể, trong khi dùng ô hoặc bất cứ thứ gì để khiến đối thủ của mình rối loạn.
các cuộc đấu bò không đổ máu được tổ chức mỗi dịp cuối tuần trong những tháng hè. Mỗi năm có hàng trăm cuộc đấu bò diễn ra. Con bò chính là ngôi sao của cuộc đấu này. Cuối cuộc đấu, nó được đưa về chuồng an toàn và lễ hội bắt. С почетом отправляют отдыхать и начинаются торжества. Vị trí cô lập của quần đảo Azo ở Đại Tây Dương khiến nó phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Quần đảo này được hải lưu Gulf Stream làm ấm lên. Đó là dòng hải lưu nóng chảy từ vịnh Mexico về hướng Đông Bắc. Khí hậu ở đây ôn hòa và ẩm, nhưng thời tiết Đại Tây Dương rất dễ thay đổi. Khi bão quét qua là lúc phải hạ các cửa sập, trừ những người gan dạ nhất không chịu khuất phục. Khi thời tiết ôn hòa trở lại, vùng biển Đại Tây Dương trải rộng chào đón những nhà thám hiểm dũng cảm. Giữa các đỉnh núi của quần đảo này, bạn có cơ hội trải nghiệm chuyến phiêu lưu trong mơ khi lặn dưới làn nước xanh thẳm. Ở nơi những ngọn núi lửa chìm sâu dưới đáy biển, độ sâu trung bình của nước biển là 3.000 mét. Lượn lờ trên vùng biển sâu thẳm đó, bạn có thể bị chóng mặt, nhưng phần thưởng rất hấp dẫn. Những con cá đuối quỷ khổng lồ bơi qua các dòng hải lưu. Những kẻ lang thang dưới biển này có thể rộng đến 5 mét. Tên của chúng xuất phát từ bộ sừng trên đầu, thứ khiến chúng trông như quỷ. Nhưng những sinh vật khổng lồ này rất hiền. Chúng chỉ ăn cá nhỏ và các sinh vật phù du. Chúng dùng những cánh tay trông như sừng để đưa con mồi vào cái miệng khổng lồ của mình. Những sinh vật khổng lồ lang thang dưới biển này thường được các hành khách nhỏ hơn dùng làm phương tiện di chuyển. Cá ép là loài cá chuyên hóa. Dù không phải là những loài bơi giỏi, chúng vẫn có thể đi nhờ những sinh vật biển lớn hơn bằng cách dùng chiếc vây trên đỉnh đầu làm giác hút. Lấy protein từ các loài ăn thịt và có thể ăn mảnh vụn thức ăn của những người bạn đồng hành. Bù lại, chúng giúp dọn sạch các vật ký sinh và da chết trên cơ thể cá đuối. Đàn cá đuối kéo theo những chú cá ép, bơi qua những dòng hải lưu và tìm những đám sinh vật trôi nổi để ăn. Thank you.
Những chú cá nhỏ bơi nhanh này cũng tìm kiếm những sinh vật trôi nổi. Nhưng trước loài cá ăn thịt đang săn mồi ráo riết, trước hết chúng phải tránh biến mình thành con mồi. Đàn cá đuối tiếp tục màn múa ba lê uyển chuyển của mình. Những cú đập cánh nhẹ nhàng giúp chúng bơi đi rất xa. Chúng từng nhảy vọt lên 2 mét khỏi mặt nước, nhưng thường bơi theo các dòng hải lưu mạnh khi di chuyển dưới những vùng biển sâu. Cá voi hoa tiêu là loài sinh sống quanh năm ở quần đảo Azo. Chúng dài khoảng 5 mét, nhưng lại là những thành viên có kích thước lớn của họ cá heo hơn là cá voi thực thụ. Ta thường thấy chúng ở những vùng nước sâu ấm áp của thềm lục địa. Ở đó, chúng có thể lặn xuống độ sâu 600 mét để săn mực. Chúng thường đi thành đàn lớn nên dễ bị mắc cạn, cả đàn khi bơi gần vào bờ. Cái đầu lớn hình quả dưa từng khiến chúng có biệt danh cá voi đầu nồi. Những ngư dân đánh bắt cá voi đầu tiên gọi chúng như vậy vì liên tưởng đầu chúng với cái nồi. Chúng chỉ là một trong vô số các động vật có vú coi vùng biển ở Azo là nơi trú ẩn. Người ta đã thấy 1/4 sinh vật biển có vú trên thế giới có mặt ở đây. Cao hơn hẳn những ngọn sóng và chịu toàn bộ tác động của thời tiết Đại Tây Dương, thời tiết ở đảo Pico dễ thay đổi hơn nhiều. Nhưng các nhà sản xuất rượu bản địa đã tìm ra một giải pháp tài tình. Phương pháp sản xuất rượu nho ở đây đã được cải thiện và hoàn thiện từ thế kỷ 15. Các lớp dung nham từ núi lửa tạo nên quần đảo này đã đem lại đất đai màu mỡ, giúp người dân có những ruộng nho năng suất cao. Loại đất này cũng được dùng để xây tường đất ba gian nhằm bảo vệ mùa màng trước gió từ biển thổi vào. Đất ba gian tích tụ nhiệt suốt cả ngày và tỏa nhiệt vào ban đêm, càng giúp cây nho chống chọi với các điều kiện khắc nghiệt. Đất chứa dung nham khiến rượu ở đây có vị độc đáo, dù chỉ một số ít được xuất khẩu và phần lớn mùa màng được giữ cho người bản địa và các du khách may mắn tới quần đảo này. Cuộc sống ở Azo phụ thuộc vào vận may mà mỗi mùa đem đến. Ở những vùng biển xung quanh đảo, một vòng tuần hoàn theo năm khác diễn ra. Nó đã được những sinh vật bí ẩn nhất của đại dương thực hiện trong hàng thiên niên kỷ. Проводят его на протяжении уже многих тысячелетий.
cá voi lưng gù. Cứ đến mùa xuân, những lữ khách khổng lồ ở biển lại bơi từ vùng biển sâu của Đại Tây Dương vào gần bờ của quần đảo Azo. Chúng đã bơi từ nước Cộng hòa Dominica ở bên kia của Đại Tây Dương tới đây. Mùa đông này, chúng sẽ tìm bạn tình và sinh con ở vùng biển lặng và ấm áp này. Giờ chúng đang đến những địa điểm kiếm ăn mùa hè ở những vùng nước lạnh phong phú gần Bắc Cực. Sự che chở của quần đảo Azo do tạo nên một điểm rừng đầy mời gọi cho những loài di trú đa dạng nhất trong vương quốc động vật. Những con non lớn hơn thường đến trước. Sau đó là những con được trưởng thành. Cá voi lưng gù có thể đạt tốc độ 27 km/h, nhưng khi di trú, chúng bơi chậm hơn, khoảng 8 km/h. Những con nhỏ nhất trong đàn thực hiện chuyến đi xa này ở tốc độ thấp hơn. Những con cá voi mới sinh đến cuối cùng vì còn phải kéo theo đàn con. Chỉ vài tháng tuổi và lần đầu tiên di chuyển như vậy, con cá voi này đang dần thích nghi với sự phức tạp trong đời sống của cá voi lưng gù. Cá voi lưng gù là một trong những loài cá voi thích nhào lộn nhất. Lao khỏi mặt nước là một cách giao tiếp của chúng, có thể là để báo hiệu việc đổi hướng di chuyển. Cá voi lưng gù là những sinh vật thực sự khổng lồ ở đại dương. Chúng có chiều dài trung bình 15 mét và trọng lượng 30 tấn. Những chiếc vây ngực màu trắng của chúng có thể chiếm 1/3 chiều dài cơ thể và là phần phụ dài nhất của sinh vật trên trái đất. Chúng đem lại cho cá voi lưng gù độ linh hoạt cao và giúp nó bơi chậm lại, thậm chí bơi lùi. Cá voi lưng gù rất dễ nhận biết nhờ các đốm lớn trên vây và đầu. Các đốm này thường bị các động vật chân tơ bám đầy. Cổ họng xếp nếp của chúng có thể giãn ra như chiếc đàn Akkok và cho phép chúng nuốt những ngụm nước khổng lồ. Chúng phun những ngụm nước này qua cái cổ họng hình răng lược để lọc những thức ăn được, bao gồm cả cá và các loài giáp xác nhỏ. Giống các động vật có vú khác, chúng phải hít thở, nhưng chúng có thể giữ đủ lượng không khí trong phổi để lặn xuống nước trong 45 phút. Cá voi lưng gù phát ra âm thanh để giao tiếp với nhau bằng cách đẩy không khí qua các khoang trong hệ hô hấp của chúng. Chỉ cá voi đực mới tạo ra âm thanh dài và phức tạp. Chúng lặp lại âm thanh đó giống như khi ta hát những bài hát có lời hay và điệp khúc. Các thông điệp trong những bài hát này chưa được hiểu đầy đủ,
nhưng nhiều người cho rằng chúng liên quan đến việc sinh sản. Chúng có thể hát nhiều giờ liền và gửi những giai điệu đầy ám ảnh này đi xa 10 km qua làn nước. Các con được tụ tập ở một nơi cố định và tất cả cùng hát một bài. Dần dần chúng đổi bài hát và những giai điệu này có thể lan truyền trong thế giới của cá voi lưng gù như lời thì thầm dưới đại dương. Dù sinh ra đã dài 5 mét, cá voi con chỉ có thể hoàn thành chuyến đi đầy gian khổ qua Đại Tây Dương với sự giúp đỡ của mẹ nó. So với cá voi trưởng thành, nó vẫn chỉ như một con cá chép. Mỗi ngày, nó bú 500 lít sữa giàu dinh dưỡng nhất hành tinh. Sữa này chứa 50% chất béo và có độ đậm đặc bằng format đồng. Nhiều người cho rằng cá voi lưng gù có thể ăn những đám sinh vật trôi nổi khi chúng đến quần đảo Azo. Nhưng cá voi mẹ chủ yếu dựa vào lượng chất béo dự trữ để sống cho đến khi tới đích ở Bắc Cực. Cá voi con nằm trong bụng mẹ gần một năm và không thể cai sữa khi chưa được 10 tháng tuổi. Sự gắn kết chặt chẽ giữa hai mẹ con sẽ kéo dài ít nhất một năm. Đến 5 phút, cá voi con lại phải ngoi lên mặt nước để thở. Nếu nó cần tạm nghỉ giữa chuyến đi, mẹ nó sẽ luôn hỗ trợ. Việc săn bắt cá voi khiến cá voi lưng gù ở các vùng biển trên thế giới gần như tuyệt chủng. Ngày nay, số lượng cá voi lưng gù bắt đầu được khôi phục. Hiện giờ chúng có khoảng hàng chục nghìn con, những đàn khác nhau sống ở những vùng biển khác nhau. Không phải mọi cá voi lưng gù đều xử sự hiền lành như cá voi mẹ mới sinh. Cá voi lưng gù được che chở cho con cái trong suốt chuyến di trú và kiên nhẫn chờ đợi chúng sẵn sàng giao phối trở lại. Những con đực máu nóng này chiến đấu để giành quyền sinh sản. Những kẻ độc thân hung tợn này tấn công nhau và con này cố nổi lên cao hơn con khác. Chúng quẫy vây và đuôi khi chen nhau giành vị trí cao hơn. Sự nỗ lực của chúng được đánh dấu bằng những hơi thở khổng lồ. Mỗi con đực đều hy vọng sự cố gắng của nó đủ để khiến mình là tâm điểm chú ý của phái đẹp.
Với con cá voi cái này, ưu tiên duy nhất của nó là bảo vệ con trước những mối nguy hiểm của đại dương cho đến khi con nó đủ lớn để tự vệ trong thế giới cá voi trưởng thành. Cá voi lưng gù giao tiếp bằng rất nhiều cách. Tiếng đập đuôi dữ dội của nó có thể vang xa nhiều km dưới nước. Dù ta không biết chắc chúng truyền đi thông điệp gì. Đàn cá voi này đã đến lúc tiếp tục di chuyển. Chúng phải rời bỏ sự che chở của quần đảo Azo và tiếp tục di chuyển về phía bắc tới vùng biển đóng băng ở Bắc Cực. Voi lưng gù trưởng thành có thể ăn vài tấn sinh vật biển nhỏ bé này mỗi ngày để tích lũy lượng chất béo giúp chúng vượt qua được cuộc di trú vào năm sau. Chu kỳ sống theo năm này đưa chúng tới quần đảo Azo hơn 50 lần trong suốt cuộc đời. Chuyến phiêu lưu của cuộc đời mới chỉ bắt đầu, nhưng chúng đã hoàn thành thử thách đầu tiên. Đó là khởi đầu tốt trên con đường dài để trưởng thành và để giành được vị trí của mình trong vương quốc những sinh vật khổng lồ.